đá Hà Nội. Rất nguy hiểm. Tỷ số được mở dành cho đội chủ nhà, rất bất ngờ. Người ghi bàn đó là Hải Huy. Bóng đập người một cầu thủ Anh Gia Lai, nhưng Hải Huy là người tung ra một cú bắt volley rất căng. Thi đấu lép vẻ hơn, nhưng Than Quảng Ninh lại là đội bóng vượt lên dẫn trước. Bàn thắng đến với đội chủ nhà ở phút thứ 17. Xuất phát từ một tình huống cố định, bóng bật đến đúng vị trí của Hải Huy. Nhưng từ một tình huống cố định, vẫn là một tình huống cố định, một tình huống bóng bổng. Những Trọng Sáng và Kim Bông Jin đã không thể ngăn chặn được pha không chiến của Neven Lasho. Bóng đập người của Lê Đức Lương, rồi đập người của cả Trương Trọng Sáng bay vào lưới. Một hình ảnh thường thấy ở mùa giải năm nay. Văn Toàn, vẫn đang là Văn Toàn. Tỷ số là 1-0. Một pha xử lý tuyệt vời, một pha xử lý ở góc hẹp rất tuyệt vời của Văn Toàn. Pha xử lý đó xứng đáng nhận được những tràng pháo tay của các động viên cũng như huấn luyện viên Lý Tê Hùn. Cuối cùng thì Văn Toàn đã lên tiếng. Ở lượt đi, kỹ thuật ở góc hẹp, chúng ta cùng xem lại tình này. Không chế bóng đầy nhạy cảm, rất nhiều cầu thủ sẽ đá ra ngoài ở tình huống này khi mà góc sút là rất đẹp. Bóng ở sát đường biên ngang, phải xử lý cực nhanh, xử lý cực nhanh và nhạy cảm mới có thể tung ra được một cú sút như thế này. Và xử lý của Văn Toàn chắc chắn là không băng lên bên phía cánh phải. Văn Thành đã lấy được bóng. Giang Trần Quách Tân, vẫn là Giang Trần Quách Tân. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt nền. Giang Trần Quách Tân đã đem lại một quả penalty dành cho trọng tài. Trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã đứng ở rất gần điểm phạm lỗi. Quyết định được ông Hoàng Anh Tuấn đưa ra cũng rất nhanh. Giang Trần Quách Tân là cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2, và anh đã đem về một quả đá phạt nền dành cho Than Quảng Ninh. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một pha túm áo rất kín của Dụng Quang Nho. Tác động sau đó là không đủ lớn, nhưng có lẽ chính tình huống kéo áo đó đã khiến cho trọng tài Hoàng Anh Tuấn cho Than Quảng Ninh được hưởng một quả đá phạt nền. Chisma sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Diachenko rất căng. 2-1 dành cho Than Quảng Ninh, không có bất kỳ một sai lầm nào. 2-1 dành cho đội chủ nhà ở phút thứ 86. Đã có mặt trong khu 16m50 của Than Quảng Ninh. Nguyễn Phong Hồng Duy. Cối, tỷ số là 2-0. Người ghi bàn là Che Bogas. Thất vọng cả 90 phút, nhưng ở những phút bù giờ, tiền đạo người Jamaica đã lên tiếng. Hàng thủ của Than Quảng Ninh đã mất tập trung. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Nỗ lực của Kim Bông Jin đưa bóng vào phía trong, và Trevor Watts với một pha dứt điểm rất căng đã đánh bại Tuấn Linh. Như vậy là 90 phút thi đấu chính thức trên sân vận động Cửa Ông đã khép lại với kết quả hòa 2-2. Sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón xem cuộc loạt đá rất căng, pha dứt điểm rất căng của Trevor Watts. Kim Bông Jin rất đơn giản. Xuân Tú rất đơn giản. Sẽ mang tỷ số 2-2 trong phút thi đấu chính thức. Trevor Watts cơ vào, bóng đi vào xa ngang. Người thành công ở quả đá phạt nền ở phút thứ 86. Liệu có lần thứ hai đánh bại Chisma hay không? Không vào! Tỷ số luân lưu vẫn là 1-0. Việt Hưng rất kỹ thuật. Việt Hưng đã đánh lừa được Tuấn Linh. Nhật Minh rất đơn giản. Nhật Minh đánh lừa được Chisma. Văn Toàn rất đơn giản. Một pha dứt điểm rất đơn giản vào chính giữa khung thành. Trung Hiếu
cũng rất đơn giản. Trung Hiếu đã đánh lừa được Sesma. Văn Thanh rất căng và quyết đoán. Bóng đi trên vai của Xuân Hùng. Xuân Hùng cũng rất đơn giản, 4 đều. Hồng Duy đối đầu với Huỳnh Tuấn Linh. Hồng Duy rất nhẹ nhàng và đơn giản. Không vào, bóng đi vào xa gang và trận đấu đã kết thúc. Hoàng Anh Gia Lai đã đi tiếp với chiến thắng 5-4 trên loạt sút luân lưu.